Cái này là kêu bằng cái gì ta? Cái cầu thang lớn đó. Cầu thang lớn. Tới vùng bên chợ Đà Lạt. Cái chỗ này là lúc nào cũng kẹt xe vậy nè. Anh hôm qua bên đó luôn nghe mấy xuống khách nè. Xuống hay đồ đi chợ đó. Hả? Xuống hay đồ đi chợ đó. Ý là nó kẹt tiếng ngắt á. Bên đó là nó chấm lên bến xe đang lát lậu ra đó luôn. Vậy nhớ có gì gọi điện thoại gì à, nó không có đầu tư gì nhưng thứ hai nó cái vẻ đẹp của đây là nó vậy nè, cái vẻ đẹp là cái kẹt xe cái đó đẹp kẹt xe rồi vậy móc sát cho đồ chợ luôn. Thả khách xuống đây hả? Ghé chân nó luôn mà móc ra. Gì là ó ung trùng. Này chợ đêm Đà Lạt này bà con. Rồi bây giờ trả khách ở đâu là khách rước ngay đó nha. Rồi chừng nào mình gom ra đây gọi xe chạy lại à, tranh thủ luôn. Đứng chờ lại. Đi. Ai có đi lạc gì thì cứ ra đây. Thank you.
Cái này là kêu bằng cái gì đó? Cái cầu thang lớn đó. Cầu thang lớn của chợ Đà Lạt đó. Nó vô đây xong rồi nó lội qua bên quảng trường đó mà. Đúng rồi, nó lội qua mấy cái pub Artiso của nó. Lội qua mấy cái pub Artiso của nó. Nó có quảng trường. Cái quảng trường đó bằng ngày á, mà chụp hình biểu tượng. Nó đi lạc nè, hai con bé này nè. Cái chân cổ. À, nó đi lạc rồi không biết làm sao mà đền cho ba mẹ nó nữa đây. Về luôn. Cái bùng binh này là thứ bảy chủ nhật là vậy đó. Bữa nay còn đỡ đó, có bữa là không nhúc nhích luôn. Yeah.